Kênh Tây Phương mến chào tất cả các anh chị. Mình đang trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nha anh chị. Thì hôm nay mình sẽ đi dạo một vòng 30 tháng 4 cho các anh chị cùng xem coi nó có sự thay đổi gì hay không nha. Rồi mình đang ở bến xe Gạch Giá. Bến xe Gạch Giá này thì đi tuyến giống như là Hà Tiên này các anh chị. Với tất cả các xe buýt thì người ta sẽ dồn về đây. Còn những cái xe ngoại tỉnh, đi ngoại tỉnh với đi thành phố Hồ Chí Minh nữa thì người ta đã di dời ra ngoài bến xe tỉnh Kiên Giang rồi anh chị, ở chỗ mà qua Gạch Sỏi á, gần Tiến Chánh đó các anh chị. Thì ngày xưa thì các xe đó người ta tập trung ở đây, do đó lúc đó thì rất là đông, bây giờ thì ít xe lại rồi các anh chị. Còn nhà chờ xe Phương Giang ở đây nè, còn phía bên tay trái là mấy xe cam cam là xe trung chuyển thôi. Còn nguyên một dọc này là xe đi Hà Tiên nha anh chị. Xe Hà Tiên dạo này thì nó cũng bớt rồi, là do có những cái xe của công ty giống như xe Trang Ngọc Phát với xe Phương Trang này anh chị, với xe buýt á đều đi cái tuyến đó nữa, nên dạo này những cái xe đò nó cũng ngán rồi. Phía bên tay trái là nguyên một dàn xe ôm đang chờ đợi. Chỗ đó thì không phải ai muốn vào muốn ra đâu anh chị, nó cũng có những cái quy định của nó. Cái đường này là đường Nguyễn Tri Phương nha anh chị. Đường Nguyễn Tri Phương mình sẽ dự định là đi tới đường Điện Biên Phủ rồi mình quẹo phải để vào cái chợ mà rau củ quả nông sản rồi các anh chị. Khu này là khu người ta gọi chung là khu chợ 30 tháng 4. Chỗ này thì buôn bán cũng tấp nập và sầm uất lắm anh chị. Thì ai ở Gạch Giá Kiên Giang chắc đều biết cái vụ này rồi, cũng rất là đông. Buổi chiều là nguyên cái góc ở phía trước là nó đông thì vậy đó, là nhiều khi xe buýt với xe Hà Tiên mà nó đi về đó, nó về là nó vào bến nó phải vào ngay trong cái cua này nè, mà cái cua này cái cua kẹt xe nhất luôn. Giờ này giờ trưa các anh chị nên nhìn thấy nó còn hoang vắng gì đó, chiều là mọi người bày ra hết đường để bán đó. Các anh chị thấy không, bây giờ đã thấy lụm sụp gì đó, chứ chiều nó gom ra nhiều lắm. Còn khi nào có đô thị lại dọn thì mới ship vô gọn nữa. Phía trước là chợ nông sản thì cũng mới sửa chữa xong các anh chị, nên nhìn thấy cũng sạch sẽ rồi đó, chứ khoảng 2-3 năm trước đó, nhìn thấy nó tàn tạ nè. Đây nguyên cái đường này người ta cũng bày ra người ta bán nè. Đường này là đường Hai Bà Trưng. Đường này thì nó bài bán từ xưa tới giờ rồi. Còn mấy cái khúc Điện Biên Phủ mà kéo dài ngay ngã ba hồi nãy mình quay á thì nó cũng mới đây thôi này. Có cái bà này có cái sạp ở giữa đường mới hay nè. Chỗ này chuẩn bị tới mấy khu sạp khô nữa anh chị, bán mấy cái khô. Rồi thêm một bà bán giữa đường nữa. Sao không biết các bạn nhìn sao chứ mình thấy mấy người mà bán giữa đường mình ức chế. Đã cái đường nó như vậy rồi mà còn án ở giữa đường để người ta dướng díu, ai mà đậu xe lại mua rồi sao người khác đi được. Cái đó là mỗi người kiểu như mình không thích những cái kiểu gì. Mình thấy mấy bà đó mình không bao giờ mình mua. Cái chỗ này là người ta mới buôn bán gần đây thôi anh chị, cái khúc này nè. Hồi xưa không có ra tới đây đâu. Rồi xích tới phía trước nữa là ban đêm á, người ta sẽ xuống trái cây rất nhiều nha anh chị. Nguyên cái khu này ở tới thẳng ở đằng kia á, là khu này gọi là khu giữa trái cây hoặc là gọi là chợ đầu mối trái cây gì cũng được của tỉnh Kiên Giang á. Thì khoảng 11-12 giờ bắt đầu xe về đó các anh chị, rồi tới 3-4 giờ sáng gì đó người ta phân phối trái cây, người ta gửi đi các chợ huyện thị ở dưới các xã huyện thị nữa. Thì Kiên Giang thì nó tập trung vô chỗ đó đó, rồi sau nó là hừng sáng rồi đi. Chỗ này là chỗ đường Quỳnh Thúc Kháng nha anh chị. Đường này thì thường mấy cái xe mà vận tải á, người ta hay đặt cái trạm ở đây. Giống như vận tải Tô Châu nè, Phương Nhã nè, Khanh Ghi nè, cũng rất là nhiều xe đều tập trung ở đây. Hồi xưa đường này cũng là một trong những đường quýt lắm á. Bây giờ thì nó rất là nhiều đô thị khác, là nhiều khu dân cư khác rồi, nên thấy nó bình thường. Chứ ngày xưa cái khu 30 tháng 4 này là khu VIP nhất. Giờ mình đảo ra đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rồi nha anh chị.
Mình đang muốn đi vòng vòng hết 30 tháng 4 cho các anh chị cùng xem lại. Tại vì có những anh chị mà đi xa quê hương, có khi đi cả chục 20 năm á, thì nhiều khi không biết ở Kiên Giang, ở quê hương giờ nó như thế nào. Thì coi như mình là một cái cầu nối để mình quay lại cho tất cả các anh chị cùng xem. Nè các anh chị, đây là trung tâm thương mại 30 tháng 4 đẹp giá, trung tâm thương mại đẹp giá. Giờ trong đây nó buôn bán cũng bắt đầu ít lại các anh chị. Mình thấy chủ yếu là bên ngoài nó còn bán được nha, chứ ở khu ở bên trong nhà lồng bây giờ bèo nhèo à. Giờ là người ta thích sẵn tiện xe, cái người ta đậu lại thôi. Bây giờ shop quần áo, shop này nọ thì nó kinh doanh được hơn. Còn mấy cái ở giữa giữa ruột, cái chỗ trung tâm thương mại này thì nó hơi bắt đầu vắng vắng rồi. Chứ ngày xưa mà ra đây là lúc nào mình thấy cũng đông hết trơn á. Buổi trưa thôi mà mình đi ở trong trung tâm này cũng còn đông nữa. Bây giờ thì nó vắng lắm mà. Có bây giờ mình thấy xe tải nè, cái bãi xe này nè, giờ nó quá trời đông rồi nè, đậu đông lắm. Còn đến mà đình ông Nguyễn á, thì mình thấy xe và xe khách các tỉnh á, thì nó về đậu chỗ này rất là nhiều. Còn bình thường giờ xe tải, các xe mà vận chuyển hàng hóa nè, nó tụ tập trung ở 30 tháng 4 này nhiều lắm. Rồi xe taxi rồi nè, bây giờ taxi gánh giá cũng tiện lắm nha anh chị, cũng 5-6 hãng taxi rồi đó. Còn bây giờ di chuyển đi lại rồi nó tiện lắm, chứ không phải như hồi xưa. Chắc mình sẽ đảo ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cái mình sẽ đảo lại đường Điện Biên Phủ, giống như mình đi hết mấy cái nguyên cái khúc này luôn, cho tất cả anh chị xem hết mấy cái ngõ ngách của khu này. Đây đèn đỏ của ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Điện Biên Phủ. Chỗ này ngay góc chỗ này là trước Diễn Thông Nga nó thuê các anh chị, mà giờ này Diễn Thông Nga nó dẹp luôn rồi, nên giờ người ta đang gỡ bảng hết rồi, chắc chuẩn bị cho thuê nữa rồi. Diễn Thông Nga về tay Vingroup một thời gian thì đã tuyên bố dẹp tiệm luôn rồi. Giờ mình quẹo phải nha anh chị, phía trước mặt mình là cái trụ sở của VNPT Kiên Giang. Ngày xưa tòa nhà này là một cái tòa nhà cao nhất đó các anh chị. Ngày xưa mình thấy cái tòa nhà này mình cũng thích chứ. Như ngày xưa ở trên cái trụ cột cao cao người ta gắn đèn sáng gực đó, cái chỗ cái anten của VNPT đó đó, nên đẹp lắm. Giờ mình dạo một vòng khung viên cái chỗ này nha. Chỗ này bán thức ăn là cũng nhiều nè các anh chị. Bánh mì chả rồi nè, bún cá nè, nhiều lắm. Chỗ này vòng vòng khu này ăn giặt rồi được các anh chị. Giờ để mình dạo qua khu chợ bán bông cho các anh chị cùng xem nha. Chỗ này bán bông cũng lâu năm lắm rồi các anh chị. Bán bông, bán trái cây. Mà thường thường giờ mấy cái chỗ mà bán gì là thường thường nó hơi mắc hơn mấy cái bà xề xề bên kia. Nên mình thấy mấy người đi chợ người ta hay mua mấy cái xề xề hơn qua anh đây. Qua anh đây thường thường mua đồ để tặng người ta này nọ rồi đó. Thì thấy nó ngon hơn với nó gói đồ đẹp hơn. Đó các anh chị cùng xem trung tâm thương mại 30 tháng 4 bây giờ nó thay đổi làm sao rồi ha. Mình thấy giờ nó bắt đầu nó hơi xuống cấp và nó hơi cũ cũ rồi. So với mấy cái khu dân cư mới thì giờ nó không còn được sung túc như ngày xưa nó rồi. Ngày xưa khu này là cái khu mà rất là quýp. Đây mình đảo ngược ở đây một vòng nữa. Ở chỗ này giờ nó quán xá, quán cà phê là cũng nhiều anh chị. Phía đối diện là cái cổng vào của bến xe các anh chị. Thôi mình đảo ra hết cái này cái nữa xong nha anh chị. Thì cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video nha các anh chị. Thì các anh chị thích thì hãy bấm một cái nút đăng ký cho giúp mình nha các anh chị. Thì để cho các anh chị cùng cập nhật cái video nhanh nhất.
Thì cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều ạ. Xin hẹn gặp lại các anh chị ở video lần sau nha các anh chị.